Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh xem đường 8. Video hôm nay tiếp tục em sẽ giới thiệu cho các bác đó là một dòng xe Touring với một cái cấu hình đó là Shimano và một bộ phanh đĩa Tektro của hãng Aogni. Và đây là một mẫu xe đây, có tên thương hiệu đó là Aogni, mã xe là A168 và đến từ thương hiệu đó là Đài Loan nha các bác. Ok, thì cái mẫu này thì hiện tại đang được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Thứ nhất là vì cái màu sắc của nó thì nhìn khá là hấp dẫn, cũng như là nhìn rất là khỏe khoắn mạnh mẽ. Thì cái mẫu này mình có thể đi học, đi chơi, đi thể dục thể thao khá là hợp lý luôn. Con này thì nó gồm có màu đen đỏ và màu đen trắng như này nhá. Đây, như cái màu đen trắng thì nhìn nó khá là sáng, độc và đẹp, khỏe. Nghe quá. Và cái cấu hình nó như thế nào thì em sẽ review cận cảnh cho bác coi. Còn cái mức giá thì bên em đang bán với mức giá khuyến mãi đó là từ 3,6 triệu, đó là mức giá siêu khuyến mãi rồi. 3,6 triệu các bác có thể sửa được một cái dòng xe Touring với thiết kế cấu hình là không hợp kim nhôm mà một cái Shimano được rồi. Ok, thì em sẽ để đường link bên dưới cho các bác để mua xe, tìm cho dễ nhá. Hoặc là các bác có thể liên hệ tới số hotline của bên em 0933522186 thì các bác sẽ được được nhiều ưu đãi hơn khi các bác mua hàng này, sẽ được những cái mức giá mềm nhất có thể nhá. Sau đây em sẽ review cận cảnh cho bác coi. Thì đầu tiên thì các bác nhìn cái bộ khung của nó, khung này thì được thiết kế đó là hợp kim nhôm. Đây các bác có thể nhìn phân biệt qua cái mối hàn của nó nhá. Cái mối hàn của nó thì nó là kiểu vảy lồng, hoặc là vây cá thì vây cá cho nhẹ nhàng, vảy lồng lại cao cấp quá. Và từng khung của nó thì nhìn rất là sắc sảo, góc cạnh các thứ nhá, rất là đẹp. Cái dáng xe con này nhìn khá là cao. Nhưng mà với chiều cao thì các bác đi cũng rất nhẹ nhàng, cứ từ 1m6 cho nên là đi được con Touring rồi. Cũng khá đơn giản, các bác có thể mua cho các cháu đi học, đi chơi, đi nào, hoặc là các bác đi luôn, khá là hợp lý đúng không? Và bộ sơn này được phủ kín, nó là hai lớp sơn tĩnh điện chống xước chống hoang gì rất là tốt nha các bác. Đây là sơn bóng nha các bác. Tiếp theo thì đến là cái đùi đĩa này thiết kế nó là hợp kim thép, thép đúc nha các bác, của Aogni luôn. Đây cái tên thương hiệu của nó đây nha các bác, đây Aogni nhá. Cái mã là mã xe A168 nha các bác. Super Sport này. Đây cận cảnh này, và nó gồm 3 tầng đĩa nha các bác. Ba tầng đĩa này, bộ đề trước đó là Shimano Tunay TZ và bộ đề sau cũng là Shimano Tunay TZ nha các bác. Cấu hình là Shimano nhé, và xích níp của nó là của gạo Aogni luôn, của chính thương hiệu nó làm ra luôn, khá là tốt nhá. Những cái mẫu này thì em bán rất là nhiều nên các bác cũng không phải lo chất lượng của nó. Thì khách hàng bên em nhận xét thì con này đi cũng khá là nhẹ nhàng. Nếu như mình bảo dưỡng thường xuyên thì xe nào nó cũng sẽ bền đối với các bác đi thôi. Tất nhiên là xe bền là do người sử dụng nha các bác. Ok, tiếp theo đến cái Mayer của nó. Mayer này thì Mayer của dòng Audi của nó luôn. Và Mayer thì được thiết kế đó là Mayer bi bậc đại nhá, chứ không phải bi nha các bác. Vành con này là vành hợp kim nhôm nhá. Đấy, vành con này nhìn thì các bác nhìn xa nhìn khá là giống vành của dòng Ram thôi, giống như vành xe đua. Và xăm đốc con này là xăm đốc 700x23C nhá. À xin lỗi các bác, 700x28C nha các bác. Và nốt về nốt mì nha, chứ không phải nốt chơi nha các bác. Nên các bác đi thì không phải sợ, nhìn nó bé vậy thôi nhưng mà các bác đi nó rất là bám đường. Cái đây là không phải nốt chơi nhá. Và xăm đốc của nó là xăm đốc của Kenda nhá. Đây cái tên thương hiệu Kenda đây. Đó. Tiếp theo đến cái pedal. Pedal con này là pedal nhựa đúc nha các bác. Pedal nhựa đúc bi bọc đạn. Đây các bác nhìn đó. Và yên này là yên của Aogni, đó là yên hợp kim thép. Và yên của nó cũng là yên Aogni luôn, yên da mềm nhá. Đấy các bác nhìn ngang này, nhìn yên rất là giống yên của xe đua luôn. Đó, nhìn dáng xe cực kỳ là chất mì đúng không? Nhìn phát là yêu ngay. Và tiếp theo đến cái bộ ghi đông của vô tăng. Và cái vô tăng con này được thiết kế đó là hợp kim nhôm. Đây là nhôm đúc nha các bác. Và vô tăng đó là vô tăng hợp kim thép. Thiết kế đó là hợp kim thép Aogni. Đây có tay nắm cầm rất là mềm, dễ chịu nhá. Đây là chắc chắn. Và bộ đề hai bên đó là tay đề, là tay đề Shimano của bên 3 và bên 7. Con này gồm 21 tốc độ. Và cái trục xoay, cái cổ phốt của nó thì được kế đó là cổ bi bọc đạn. Nên các bác di chuyển nó khá là nhẹ nhàng và êm ái. Càng là càng hợp kim thép nha các bác. Đây, và cái điểm của mối hàn đây nha. Thép nó sẽ là mối hàn này, và nhôm sẽ như này nha. Đó, ông đi. Và phanh là phanh Winding, phanh đĩa nhá, hai cặp phanh đĩa. Và trục là trục lõng nhá, trục trước là trục lõng Mayer bi bằng đạn nha các bác.
bánh vào xong nước trước như đằng sau nha các bác. Ok, thì đây là cái cấu hình con Agony A168B. Như cái cấu hình như này, nhưng mà lại có một giá khá là hấp dẫn, chỉ từ 3,6 triệu các bác có thể sửa được mẫu Agony A168 đến thương hiệu Đài Loan rồi. Một mẫu xe touring nhìn khá là đẹp, khỏe khoắn, mạnh mẽ. Thì các bác mua hàng thì em sẽ để đường link bên dưới nhá. Hoặc là các bác có thể xem chi tiết hơn, có thể liên hệ được trang web của em. Đó là trang web lg3.vn hoặc hotline 0933 522 186. Thì được hỗ trợ được như ưu đãi khi đặt hàng nha các bác. Tôi xin chào các bác, cảm ơn các bác đã coi video của em.